đến với kênh YouTube của mình. Trước mắt anh em đây là hom lươn 7 lươn 48, làm bằng tre già các bạn nhé. Đấy, cái loại tre này là chảy ngang các bạn nhé. Đấy, nên rất là mềm các bạn ạ. Nhìn thì cứng cáp nhưng mà thực ra khi lươn vào rất là mềm luôn. Đấy, đấy, rất là đẹp các bạn. Đây là hom 60 các bạn này. Hom 60 thì lươn được khoảng 3 đến 7 làng, có thể thậm chí là 1 cân các bạn nhé, vì cái lòng của nó rất là to các bạn. Còn như hom 48 đây thì lươn được khoảng 3 làng, 4 làng. Rất là nhiều hàng các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, hàng 48. Hàng bên mình thì miền chê luôn các bạn nhé. Chuẩn luôn, cái nào giống như cái nào luôn. Làm bằng thủ công nên gia cố rất là chắc chắn. Đấy. Trên thị trường thì rất là nhiều người bán nên các bạn cứ tham khảo chỗ nào các bạn thích thì các bạn mua. Đấy. Đấy, rất là đẹp các bạn này. Nha. Đấy. Rất là đẹp. Ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.